Vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sau cải tạo hồ Rùa bao quanh bởi con đường lát gạch sạch đẹp dưới những hàng cây dừa bóng mát, để duy trì không gian thoáng mát này, Chi hội Phụ nữ 13 phường Phương Liệt đã tổ chức trồng thêm cây xanh, dọn dẹp vệ sinh để hồ Rùa thực sự trở thành lá phổi xanh của khu vực và là điểm nghỉ ngơi thư giãn của người dân. Trước đây, hồ Rùa phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân bị ô nhiễm nghiêm trọng. Xung quanh khu vực hồ Rùa khi chưa được thành phố đầu tư cải tạo đầy sình lầy, rác đổ bừa bãi, môi trường bị ô nhiễm, không ai dám dừng chân. Còn bây giờ, bất cứ ai khi đi ngang qua hay dạo chơi ở khu vực hồ Rùa cũng đều cảm nhận được không khí trong lành, đường ven hồ sạch thoáng không rác. Khi đang được cải tạo thì nhân dân đã vận động các chị em phụ nữ và các gia đình có người là tự mua cây, có nhà một cây, có nhà hai cây, hai ba cây để trồng để cho đảm bảo vệ sinh môi trường. Và thứ bảy hàng tuần thì là chị em lại vận động nhau là vệ sinh và chăm sóc cây. Với mục tiêu chung tay biến hồ Rùa trở thành lá phổi xanh của phường, sau xã hội hóa, trồng 40 cây sấu và bằng lăng, chi hội phụ nữ 13 phân công chị em chăm sóc bảo vệ. Đồng thời vận động cán bộ hội viên các chi tổ hội cam kết không vứt rác bừa bãi xung quanh khu vực hồ, thường xuyên quét dọn các tuyến đường chính trong khu vực. Quỹ hội của chúng tôi cũng một phần nào là huy động chị em đóng góp thôi, còn cũng gia đình thì là cũng thấy rằng tự chị em cũng thấy là lợi ích của cá nhân mình gắn liền với lợi ích của xã hội, của cộng đồng. Thế cho nên là chị em cũng có đầu tư, chi hội chúng tôi sẽ lấy đấy làm cái phong trào để duy trì hàng ngày lồng vào với lại tháng sáng thứ bảy hàng tuần chúng tôi quét dọn. Ngoài việc trồng, chăm sóc cây ven hồ, chi hội phụ nữ còn đảm trách hai đoạn đường tự quản và giữ gìn môi trường hồ. Hàng ngày, không kể sáng chiều, các bà, các cô, các chị đều cần mẫn quét dọn, thu gom, vớt rác và lá cây dưới hồ, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần dấy lên phong trào, chung tay bảo vệ và cải tạo môi trường cảnh quan tại địa bàn. Ở ngoại thành huyện Mê Linh, hiện có diện tích sản xuất rau an toàn lên tới 500 hectare, trải rộng trên 7 xã. Trước đây, bà con nông dân sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã vứt bao bì, chai lọ ra môi trường xung quanh, gây ô nhiễm môi trường. Thì nay, tình trạng đó đang từng bước được khắc phục. Từ năm 2012, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội, huyện Mê Linh được hỗ trợ 400 thùng rác, phục vụ trên 200 hectare rau. Các thùng được đặt rải rác gần lối đi, sát nguồn nước nơi pha thuốc, giúp bà con thuận tiện bỏ vỏ hộp thuốc bảo vệ thực vật vào thùng ngay sau khi sử dụng và đem đi xử lý sau mỗi vụ sản xuất. Từ ngày có chiếc thùng này, bà con nông dân huyện Mê Linh bỏ được thói quen bỏ vương vãi vỏ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, khiến cánh đồng cũng trở nên xanh sạch hơn. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp Mê Linh và bà con nông dân hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh bền vững. Trong phần tiếp theo của chương trình là một số hình ảnh chưa đẹp mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. 17 giờ, đúng giờ cao điểm. Khi mà mọi tuyến đường trên địa bàn phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đều trong tình trạng ùn tắc giao thông. Những công nhân của công ty cổ phần đầu tư rau sạch sông Hồng vẫn đang thản nhiên cẩu rác ngay sát ngã tư như thế này. Không chỉ gây ùn tắc giao thông, việc cẩu rác còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, gây khó chịu cho người đi đường. Theo quy định của thành phố, giờ cẩu rác được áp dụng ở các quận nội thành là sau 20 giờ. Và đó cũng là giờ các xe rác được phép hoạt động. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà hàng ngày những vi phạm này vẫn cứ tái diễn mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ phía cơ quan chức năng. Trên tuyến đường Khuất Duy Tiến, đoạn gần hồ Mễ Trì ở giữa hai phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân và phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, lợi dụng đây là địa bàn giáp danh, lâu nay nhiều chủ phương tiện, người dân vô ý thức đã biến nơi này trở thành điểm đổ phế thải xây dựng cũng như rác thải sinh hoạt. Đống rác ngày càng to dần, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường khu vực. Thiết nghĩ, chính quyền hai quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm phối hợp dọn dẹp đống đất rác thải này, phát hiện và xử lý nghiêm những kẻ cố tình vi phạm. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên website hanoitv.vn và fanpage của chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình ngày mai.